Lúc lâu lì nữa, sợ sợ dây nhỏ bi. Dù lì nó là tên bé tôi bốn đàn thông đê. Giờ nó nhớ chế ngô sơ ế, chứ tớ tớ. Đồ rộng tớ xong nó nhớ đê hi ngô sơ. Chế lưng tư lì. Một cái mó tớ xong nó chế nhớ chế ngô sơ nữa. Nó bé tử tôi suy cho mẹ tôi thì à bún đàn tôi đây nó ít liền á nên chờ nhỏ lửa lúc tết chờ nên bò trong đi bé thế à bây giờ tết chờ mì cả nó chè mua cá mó chè bé chỉ tao tự nó rộng kia đi mà xả tự cưng cầu đi đó. Nói giờ lúc bảo lì bằng thích bảo nó nói giờ nó nhớ tới chờ mình cảm ơn chờ lỡ khờ cây nó cho tụi mình nhỏ bên mê là nó tố xì tố khờ cây nên giờ nhớ đâu rồi lúc tới giờ thấy tới chờ em lo chị nên mua ăn đã về mua cá mó lò được chỉ no thì tới chờ no thế nên mua ăn đã cho nên tao kể tờ muốn gì oxy si. Nó rộng chỉ lo sơn nấu thì tới chờ no nhưng tới chờ no chị muốn mua cá mó thế chị nó sẽ ship đi hết chị nó no là lo sơn nấu tờ chỉ tao nó rộng cái liều nhớ tao chờ nhảy cơn cầu đi nữa xe xong giờ chỉ muốn gắn mó chị giờ lo sơn nào là mua tên hỗn sản đâu đi tên hỗn nọ chị giờ tự di tàu nổ rộng thế để chỉ ở xong nọ chị muốn mua gắn mó chị giờ chỉ muốn sơn nào là sửa đời chỉ xả tàu nổ rộng đi thế nhưng nhớ chị ngồi xứ xong nọ chị tàu chua là nọ đâu sửa đời lời nữa chị ngồi đi thế để bỏ mua chế thế mua năng tự tôi gì đi chả mình gì đi nó sợ chúng ta nó chỉ chỉ muốn nâng tự liền tao tu xe cân gầu một cái lo hôm nay té nó chỉ to một cái lo như chỉ muốn nâng nhỏ liền sợ chúng nó lúc lâu lì kia nó chỉ tao chua nó đâu sợ đời lợi chỉ chúng có lý thế có tua là ngủ thế liền bỏ mua chế kia thế muốn nâng tự tu oxy tu bỏ sức thế là chỗ muốn nâng thể thế này về tới chỉ chôm tàu lùa tự đi thế đó.